Rồi, chào quý vị và các bạn trở lại với chuyện đồng xe hơi. Hôm nay em quay cụ thể cái bản mới ra mắt năm nay, năm 2022 nhé, cuối năm 2022. Đây là bản Ford Ranger XLS 2 cầu số tự động. Đấy, thì ngày xưa thì mình hay phân biệt là bản XLS là bản một cầu. Đấy, 2 cầu thì có XL, XLT và 2 trách. Nhưng bây giờ thì XLS thật sự là cái giá nó cũng đẹp, mà trang thiết bị thì nó ở mức cơ bản, nên là mình tiết kiệm được cái chi phí bỏ ra đầu vào. Năm nay thì có cấu hình 2 cầu số tự động trên phiên bản XLS. Bọn em vẫn giữ bản XL 2 cầu số sàn là bản rẻ nhất nhé. Trên đây thì có bản XLT 2 cầu Limited, giá cũng ngoài 800. Thì cụ thể cái bản này nó là 756 triệu, chúng ta rẻ hơn là khoảng 60-70 triệu. Ngoài ra chúng ta vẫn có vay check hơn 900. Đó, cụ thể là về cấu hình là như vậy. Giá bán thì thời điểm này thì phải nói thật là chắc chỉ có như là Ranger XLT thì là có một chút khuyến mại thôi. Còn những cái bản XLS một cầu số tự động, một cầu số sàn, hay là bản hai cầu số tự động, vị đang xem đây thì đa phần là bọn em cũng chưa khuyến mại nhé. Giá cụ thể đến tay các hàng thì mình liên hệ trực tiếp qua hotline là link kèm trên màn hình giúp em. Đó, về cơ bản thì cấu hình của xe này nó sẽ giống với bản Ranger XLS AT một cầu. Cơ bằng điện tử hay là vô lăng điện chúng ta đều được trang bị nhé. Ngoài ra thì tất nhiên rồi, nó là hai cầu và đã có khóa visai cầu sau. Đấy, sang cầu điện tử. Xe này thì bên em đang chuẩn bị bàn giao khách hàng rồi. Đã được trang bị thêm ghế da nhé. Nguyên bản của nó sẽ là ghế nỉ. Các bác lưu ý giúp em. Ở bản này thì chúng ta vẫn có cruise control này, có giới hạn tốc độ lim này. Đó, vẫn có màn hình nhá, hai màn hình 8 inch. Xe thì chuẩn bị bán giao đấy khách hàng. Em cho anh chị xem qua một số cái option. Ở hiện nay thì đa phần sẽ là dán kính này, trải sàn da này, các bác nhìn giúp em nhé, sàn da nhé, camera hành trình và nắp thùng lắp theo xe. Đấy. Xe thì tất nhiên rồi, từ ngày xưa, từ 2018 thì XLS nó đã có cái vô lăng điện rồi. Đây, bản này thì đắt hơn 100 so với thời điểm trước, so với cái bản một cầu. Chúng ta có hai cầu nhanh, hai cầu chậm. Đó, khóa visai này, cân bằng điện tử này, tắt bật cảm biến. Xe này nó chỉ có cảm biến phía sau thôi nhé, anh chị lưu ý giúp em. Đó, về cơ bản thì hệ thống đèn thì vẫn vậy. Đây, xe này thì bên em có trang bị thêm cảm biến áp suất lốp. Đó, về cơ bản thì làm sao để lấy được cái phụ kiện hợp lý nhất và cái giá xe làm sao đến tay khách hàng để tối ưu và hợp lý, giá rẻ, là có xe giao. Đấy, thì các bác liên hệ trực tiếp qua online trên màn hình giúp em. Bên em sẽ tư vấn. Giá cả nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm nhé, theo lượng xe, nên là em sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên. Xe thì nó vừa đi về, bọn em cũng chưa rửa được. Đấy, cấu hình cơ bản thôi. Tuy nhiên thì hai màn hình rồi, nó cũng đẹp hơn ngày xưa khá nhiều rồi. Đấy, ghế bên này thì vẫn chỉnh cơ, đa phần là tất cả các ghế đều chỉnh cơ ở cái bản này. Nhưng mà được cái màn hình dọc 8 inch này, bây giờ chúng ta lắp camera, lắp Android Box hay là mấy cái này thì nó đơn giản thôi. Nó bây giờ chúng ta có quá nhiều lựa chọn, hay cam 360. Xe là có sẵn cam lùi rồi nhá, các bác lưu ý giúp em. Ngày xưa thì nó không có cam lùi thôi. Lăn bánh hiện tại thì nó sẽ đâu đó vào khoảng hơn 800 cho khách hàng ở tỉnh. Đó, và nếu mà mình mua phiên bản này thì bên em đang có sẵn một số màu như là trắng đen để giao sớm cho anh chị. Đó, lượng xe hay là giá xe thì mình sẽ trực tiếp giúp em nhé. Có gì em sẽ thống kê trong một cái video về đầu xe Ford. Đó, đi nhanh một chút về phía ngoại thất đi. Cái nội thất thì nó cũng đơn giản thôi. Ngoại thất xe này thì toàn bộ là đèn bi halogen nhé, táp lô nhựa. Đó, chúng ta cũng có đèn sương mù rồi, cũng là đèn halogen thôi. Xe này thì ở ngoài bọn em cũng không làm gì nhiều, chỉ là một số ốp ốp đèn ở phía sau thôi.
và cái nắp thùng cao có đèn. Đây là loại nắp thùng cao có đèn nhé, là loại đắt nhất so với nắp cuộn hay là nắp thấp đó, hoặc cái nắp cao không có đèn. Năm nay thì nó có bậc lên xuống, tuy nhiên thì thanh trợ lực cũng chỉ có ở trên Oitech thôi. Rồi em quay nhanh, anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp giúp em. Bên em sẽ báo lại cái giá lăn bánh tại thời điểm như này và cái lượng xe còn để mình có thể cân nhắc tham khảo nhé. Khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn sẽ có ưu đãi hơn một chút. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.